Vòng đời của một con bướm bắt đầu từ giai đoạn trứng. Sau đó trứng nở ra ấu trùng hay sâu bướm. Sâu bướm lớn hơn sẽ nhả tơ kết thành một khối chúng ta gọi là kén. Nó cho cơ thể vào trong, thoát xác và hóa thành nhộng. Sau đó hơn 2 tuần, bướm ở trong cọ lưng vào kén tạo thành lỗ thủng nhỏ để chui ra. Bướm là những nghệ sĩ nổi tiếng về màu sắc. Chúng có thể có mọi màu sắc và hình dạng, từ đỏ rực rỡ đến xanh dịu dàng. Màu sắc của các loài bướm được tạo ra từ hàng nghìn vảy nhỏ li ti được xếp lên nhau. Đôi khi nó cũng là những hạt có màu, nhưng trong trường hợp thông thường thì bề mặt tạo ra các vảy này có thể khúc xạ ánh sáng, do đó cánh bướm có màu liên tục thay đổi, lấp lánh khi di chuyển. Mặc dù có vẻ yếu đuối, nhưng cánh của bướm là rất mạnh mẽ. Chúng giúp bướm bay từ hoa này sang hoa khác để tìm thức ăn và chọn bạn đời. Tuy nhiên bướm không thể bay nếu thời tiết lạnh. Bướm có thể bay với tốc độ lên đến 50 km/h. Thật đáng kinh ngạc, nhưng đúng là có những con bướm có thể bay ngang tốc độ của một chiếc xe hơi. Bướm có khả năng nếm mùi vị không thông qua miệng mà là thông qua đôi chân của chúng. Một số loài bướm sử dụng hương thơm để thu hút bạn đời. Mỗi loài bướm có hương thơm riêng, giống như một loại nước hoa đặc biệt. Một số loại bướm nghe bằng những cái lỗ nhỏ ở cuống cánh của chúng. Những cái lỗ này được phủ bởi một màng mỏng, có chức năng giống như màng nhĩ ở người. Một số khác nghe thông qua các đường mạch đặc biệt trên cánh. Vòng đời của bướm có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Điều này phụ thuộc vào loại bướm và điều kiện sống của chúng. Một số bướm gấp đôi cánh của chúng để pha trộn vào môi trường, đánh lừa thị giác của động vật săn mồi. Những con khác thử chiến lược ngược lại, sử dụng màu sắc rực rỡ của mình để tuyên bố sự hiện diện của nó. Những con côn trùng màu sắc tươi sáng thường tiềm ẩn độc tố nếu động vật ăn vào, do đó những kẻ ăn thịt học cách tránh chúng. Trọng lượng của bướm bằng ít nhất là 2 cánh hoa hồng. Thực sự là chúng nhẹ hơn so với tưởng tượng của rất nhiều người. Bướm không chỉ đẹp về mặt ngoại hình mà còn làm đẹp cho môi trường xung quanh. Chúng thường giúp thụ phấn và giữ sự cân bằng trong hệ sinh thái. Một số loài bướm có thể thực hiện những hành trình di cư đáng kinh ngạc. Chúng có thể bay hàng trăm hoặc thậm chí là nghìn dặm để đến nơi mới. Như vậy, các em đã khám phá được một số điều thú vị về thế giới kỳ diệu của loài bướm. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những hiểu biết mới và niềm hứng thú về tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và yêu thương những sinh linh nhỏ bé xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.